thêm một động thái cho thấy Vạn Tra Triều Hoàng ngầm chọn Địch Lệ Nhiệt Ba vào vị trí nữ chủ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Vạn Tra Triều Hoàng do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất đã đổi tên thành Thế Giới Vạn Hoa. Trước đó, dự án đã mở Weibo chính thức và cũng ngầm xác định Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào vai nữ chính của dự án. Thời điểm công bố dự án có kế hoạch khởi quay, có nguồn tin Triệu Lộ Tư đã tranh vai nữ chính trong Vạn Tra Triều Hoàng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Thông tin này khiến mỹ nhân họ Triệu nhận nhiều gạch đá từ netizen, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô muốn tranh vai với chị Đại. Ngay sau đó, cô nàng đã lên tiếng phủ nhận việc tiếp xúc với dự án này. Cô nhấn mạnh, tin đồn trên mạng là giả. Nếu nguồn tin Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính Vạn Tra Triều Hoàng được xác nhận chính thức, cô nàng sẽ là đại nữ chủ trong dự án này. Được biết, theo như nội dung thì nữ chính sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bộ phim, còn lại thì mỗi phó bản sẽ có một nam chính riêng. Bên cạnh đó cũng có nhiều nguồn tin dự án đã tiếp xúc với loạt diễn viên có tiếng như Vương Hạc Đệ, Châu Dực Nhiên, Trương Lăng Hách, Đinh Vũ Hề, Tăng Thuấn Hy, Trương Tân Thành vào các vai diễn nam cho dự án này. Vạn Tra Triều Hoàng được cải biên từ truyện tranh cùng tên của tác giả thời đại Mạn Vương, thuộc thể loại xuyên nhanh hay còn gọi là khoái xuyên. Trong truyện, nữ chính Tô Lục Hạ đã xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, nhập vai nhân vật trung tâm của từng nơi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đó là trừng trị các thể loại tra nam tiện nữ, cũng là hai kiểu người đáng ghét nhất khiến ai nấy khốn khổ. Cô sẽ đi đòi lại công đạo cho những nữ phụ bị ép đến chết trong uất ức, viết nên cái kết khác hạnh phúc hơn cho họ. Lư Dục Hiểu tiết lộ về Ngô Thư Hân, có đáng để fan hai bên mâu thuẫn. Lư Dục Hiểu mới đây đã tiết lộ về mối quan hệ của mình và đàn chị Ngô Thư Hân. Theo đó, Ngô Thư Hân thực sự là một người bạn khiến cô cảm thấy an tâm. Trong thời gian Lư Dục Hiểu còn mù mịt, hoang mang về bản thân và những điều xung quanh, thì Ngô Thư Hân đã gọi điện an ủi cô rất nhiều. Đặc biệt, Ngô Thư Hân thường xuyên rủ Lư Dục Hiểu về nhà mình thử quần áo, rồi chọn một bộ phù hợp nhất cho người em thân thiết. Ngô Thư Hân có một ekip cực kỳ chuyên nghiệp, bản thân chị ấy lúc nào cũng tràn ngập sức sống, Lư Dục Hiểu cho biết. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1999 cũng khẳng định cô thích và khâm phục đàn chị. Làm bạn với Ngô Thư Hân là một điều rất hạnh phúc. Có thể thấy, hai người đẹp Vân Chi Vũ có mối quan hệ rất tốt đẹp. Lư Dục Hiểu vài lần xuất hiện trong vlog của Ngô Thư Hân, cả hai cùng tham gia show truyền hình. Trong đó, cư dân mạng nhận thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ, tinh tế của Ngô Thư Hân dành cho Lư Dục Hiểu. Không chỉ thường xuyên chỉnh tóc, trang phục cho đàn em, mà Ngô Thư Hân còn thường xuyên đề cập để Lư Dục Hiểu được lên hình nhiều hơn, hướng dẫn cô chơi game. Đáp lại, Lư Dục Hiểu cũng tích cực hưởng ứng đàn chị, ôm lấy Ngô Thư Hân để che chắn cho cô. Khi cả hai chịu hình phạt của chương trình, tình bạn đẹp của hai diễn viên đã xua tan mọi tin đồn về mâu thuẫn giữa nam nữ chính và dàn phụ trong Vân Chi Vũ. Trước đó, việc Ngô Thư Hân và Trương Lăng Hách không xuất hiện nhiều trong những hình ảnh hậu trường của Vân Chi Vũ khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Hai diễn viên chính bị cho ra rìa trong cuộc vui của cả đoàn. Tuy nhiên trên thực tế, do lịch trình bận rộn và nam nữ chính có nhiều cảnh quay riêng cùng nhau, nên mới xuất hiện tình trạng này. Trần Triết Viễn lột xác ngoạn mục, còn ai bảo anh không xứng làm nam chính? Những hình ảnh mới nhất ghi lại khoảnh khắc Trần Triết Viễn tập luyện, chuẩn bị cho cảnh quay trên phim Trường Cây Ô Liu màu trắng, đang được dân tình truyền tay nhau với tốc độ ánh sáng, thu về lượng tương tác cực khủng trên các diễn đàn. Nếu thời gian đầu, fan nguyên tác Cây Ô Liu màu trắng còn ra sức phản đối khi biết Trần Triết Viễn đảm nhận vai nam chính Lý Toản, thì giờ đây, thái độ của netizen nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực, không còn khắt khe như ngày nào. Nhất là khi chứng kiến cảnh Trần Triết Viễn nỗ lực tăng cân, tăng cơ để phù hợp với hình tượng quân nhân, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ thư sinh của Đoàn Gia Hứa, nam chính phim Vụn Trộm Không Thể Giấu, do Trần Triết Viễn đóng, cư dân mạng càng thêm đón nhận. Cùng với đó là sự mong chờ ngày Cây Ô Liu màu trắng lên sóng. Bên cạnh những lời khen ngợi trước cố gắng của Trần Triết Viễn, vẫn có một bộ phận khán giả chưa thể thay đổi được định kiến đã in đậm trước đó. Có lẽ một phần nguyên nhân cũng vì họ đã quá đổi chấp niệm với hình ảnh anh chàng quân nhân Lý Toản gai góc, bụi bặm, lạnh lùng trong cuốn truyện gốc Cây Ô Liu màu trắng, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa nữ phóng viên Tống Nhiễm và kỹ sư gỡ mình kim tình nguyện viên Lý Toản. Phim chính thức khai máy vào ngày 16 tháng 9, hiện chưa rõ lịch đóng máy cũng như thời gian lên sóng dự kiến. Sự nghiệp của Trần Triết Viễn đang dần có dấu hiệu khởi sắc, kể từ sau thành công của Vụn Trộm Không Thể Giấu. Ngoài bộ Cây Ô Liu màu trắng, Trần Triết Viễn còn bỏ túi dự án chính kịch Đêm Tối và Bình Minh của EQG, với vị trí nhất phiên. Vượt mặt Đàm Tùng Vận và Bạch Lộc, Dương Tử là Hoa 90 duy nhất làm được điều này.
Kể từ lúc bạo hồng với siêu phẩm cổ trang hương mật tựa khói sương, rồi sau đó là cá mực hầm mật, Dương Tử vẫn luôn đứng vững ở vị trí đỉnh lưu top đầu hoa ngữ, với nhiệt lượng đặc biệt lớn, hoàn toàn không hề thua kém hai đàn chị là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Nhất là khoảng thời gian gần đây, tiếng vang của Trường Tương Tư lại càng giúp nữ diễn viên khẳng định được vị thế tại ngành giải trí khốc liệt. Theo ghi nhận mới nhất, hát tác Dương Tử trên nền tảng Douyin, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, đã chính thức vượt 120 tỷ view, đưa cái tên Dương Tử trở thành tiểu hoa 90 duy nhất đạt được thành tích này, tính đến hiện tại. Trong lứa tiểu hoa 90, trừ Châu Đông Vũ theo lộ tuyến thực lực, phát triển ở mảng điện ảnh, thì những ngôi sao cùng lứa khác như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, vẫn đi theo con đường lưu lượng. Bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được xếp vào hàng đỉnh lưu, nhưng nếu đem tác phẩm và thực lực ra cân đong đo đếm, không khó để nhận ra Dương Tử áp đảo hoàn toàn. Dương Tử vốn chạm ngõ màn ảnh từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ 5 năm tuổi, vai quần chúng. Đến năm 2003, Dương Tử nhận được vai phụ trong Hiếu Trang Bí Sử, và sau đó là Nhật Ký Nữ Sinh, giúp cô lọt vào đề cử giải thưởng Đồng Ngưu. Để có được sự nghiệp rực rỡ như hiện nay, Dương Tử đã phải trải qua không ít khó khăn, trắc trở. Có thể bạn đã biết, ngôi sao Trường Tương Tư từng vì vấn đề ngoại hình không được lung linh, mà các tiền bối trong nghề đã khuyên cô rời khỏi làng giải trí, hay như việc cô và mẹ của mình bị đạo diễn đuổi khỏi đoàn phim ngay trong đêm. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Dương Tử có thể kể tới Hoang Lạc Tụng, Tru Tiên Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Trầm Vụng Hương Phai, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Trường Tương Tư. Phát sốt với nhan sắc thần tiên của chị gái Bạch Lộc, đủ sức hạ gục Lưu Diệc Phi. Trong năm 2023, Trần Đô Linh gây ấn tượng mạnh mẽ khi vào vai nữ phụ Thiên Hoang ở Trường Nguyệt Tẩn Minh, nhan sắc xinh đẹp đậm vai bơ tiên nữ, khí chất thanh nhã, giúp cô nàng dễ dàng cân được rất nhiều kiểu tạo hình cổ trang. Vào vai ác nữ Thiên Hoang, Trần Đô Linh không những không bị ghép mà còn bạo thoát vòng. Sau thành công của Trường Nguyệt Tẩn Minh, Trần Đô Linh tiếp tục gây sốt với loạt vai nữ phụ trong các dự án cổ trang khác. Mới đây, Trần Đô Linh bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng khi đăng tải bộ ảnh cổ phong mới của mình. Trong loạt ảnh này, chị gái Bạch Lộc diện trang phục đơn giản với hai màu sắc chủ đạo là xanh lá và trắng. Kiểu tóc đơn giản cũng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp thoát tục của Trần Đô Linh. Cô nàng được ví giống như tiên nữ hạ phàm. Ngay lập tức, nhan sắc và khí chất của Trần Đô Linh trong bộ ảnh mới đã được đặt lên bàn cân so sánh với Lưu Diệc Phi, là thần tiên tỷ tỷ nổi danh của Cbiz. Lưu Diệc Phi không chỉ đẹp mà còn sở hữu khí chất ít ai sánh được. Có nhiều ý kiến bày tỏ, ở Lưu Diệc Phi tồn tại cảm giác có phần lạnh lùng, kiêu kỳ, giống như thần tiên. Dù được nhận xét là có vai bơ tiên nữ, thế nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng, khí chất của Trần Đô Linh chưa thể so sánh với Lưu Diệc Phi được. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được rằng, nàng chị gái Bạch Lộc vẫn rất đẹp và hợp đóng cổ trang tiên hiệp. Hiện tại, Trần Đô Linh đang quay Đại Mộng Quy Ly, hợp tác cùng Hầu Minh Hạo. Bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên quen mặt từ dự án Vân Chi Vũ lên sóng trước đó không lâu. Tiêu Chiến và La Vân Hy đụng tạo hình, hơn nhau có 3 tuổi nhưng nhìn khác quá. Tại Cbiz, nếu như Bạch Lộc được ví như hình mẫu cổ trang, thì ở phái nam, biệt danh này thuộc về La Vân Hy, nam diễn viên sinh năm 1988 có khả năng cân được nhiều tạo hình cổ trang, cách phân cảnh bay lượn của anh trên phim được khen vì khí chất thần tiên. Mới đây, La Vân Hy bất ngờ cho khán giả rửa mắt khi tung bộ ảnh diện vét trắng hiện đại, mang đến khí chất khác biệt hoàn toàn so với thời đóng phim cổ trang. Tạo hình mới của La Vân Hy được đem so sánh với đàn em Tiêu Chiến. Cụ thể, phòng làm việc của La Vân Hy khiến khán giả ngỡ ngàng khi tung loạt ảnh nam diễn viên diện vét trắng, bộ trang phục được thiết kế đẹp mắt, cách điệu phần thân áo, nam diễn viên khéo léo kết hợp phụ kiện là chiếc quạt cầm tay, khác hoàn toàn so với hình tượng trước đây. Lần này, La Vân Hy để tóc dài với phần mái được tạo kiểu lạ mắt. Sau khi bộ ảnh trên được chia sẻ, La Vân Hy nhận về vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. Trong đó, nam diễn viên được công nhận phù hợp với cả tạo hình hiện đại lẫn cổ trang. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra, nam chính Trường Nguyệt Tẩn Minh đã tăng cân hơn trước, giúp anh thay đổi diện mạo theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, nhiều người bất ngờ đặt La Vân Hy lên bàn cân so sánh với Tiêu Chiến khi cùng diện vét trắng. Trong đó, dù lớn hơn Tiêu Chiến 3 tuổi, nhưng La Vân Hy lại được khen trẻ hơn, cách tạo dáng cũng chuyên nghiệp không kém đàn em. Sau Trường Nguyệt Tẩn Minh, La Vân Hy sắp tái xuất với phim Nhan Tâm Ký, đóng cùng Tống Dật. Một bộ phim khác của anh là Hạo Y Hành cũng rất được chờ đợi, dù đang bị đắp chiếu theo lệnh của chính phủ. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn,
Các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé!